Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình Tạp chí Ngân hàng số tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị về giải pháp miễn giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây được xem là một trong những giải pháp thiết thực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ người dân kinh doanh vượt qua khó khăn. Trước bối cảnh đó, thì một câu hỏi khác được đặt ra, đó chính là mục tiêu tăng trưởng 14% của năm nay liệu có đạt được hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, 0,68% là mức tăng trưởng tín dụng được ghi nhận trong quý 1 của năm 2020 của ngành ngân hàng. Đây được xem là mức tăng trưởng thấp nhất trong cùng kỳ của 6 năm trước. Dịch COVID-19 tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng, bởi hầu hết các doanh nghiệp đều dựa vào nguồn vốn ngân hàng để phát triển. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, mức tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế trong quý đầu tiên chỉ tăng 0,68% so với mức tăng 1,9% của cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của quý 1 trong vòng 6 năm qua. 2019 với mức tăng 1,9%, 2018 với mức tăng 2,23%, 2017 với mức tăng 2,81%, 2016 với mức tăng 1,54%, 2015 với mức tăng 1,25%. Trong khi đó, tính đến thời điểm 20 tháng 3 năm 2020, tổng phương diện thanh toán tăng 1,55% so với cuối năm 2019, cùng kỳ năm trước tăng 2,54%. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,51%, cùng kỳ năm 2019 tăng 1,72%. Cũng trong quý 1, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hạ hàng loạt các lãi suất. Cụ thể, ngày 16 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm đồng loạt các lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1% một năm, đồng thời giảm trần lãi suất huy động và cho vay ở hầu hết các kỳ hạn. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ từ các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tính đến thời điểm này vào khoảng 925.000 tỷ đồng, tương đương 11% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng. Một điểm đáng chú ý là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, không chỉ chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, mà đang phải chống chọi với tình trạng hạn hán xâm nhập mặn ngày càng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay đến cuối năm 2019 của khu vực này đạt 665.876 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2018, cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn quốc là 13,7%. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2020, dư nợ tín dụng toàn vùng giảm 0,27% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng giảm 0,56%. Trước khi dịch bệnh diễn ra, nhiều ngân hàng đã được áp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm sát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành được Ngân hàng Nhà nước đề ra trước đó là 14%. Thế nhưng trong quý 1 năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm là 18.600 doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.200 doanh nghiệp, giảm 20,6%. Trong đó có 2.629 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý 1 năm 2020 là 4.100 doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona COVID-19 đang có tác động tiêu cực lên nhiều mặt của nền kinh tế Việt Nam, khi nhiều doanh nghiệp đang phải hoạt động cầm chừng hay thậm chí là tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh do thiếu nguồn cung nguyên liệu hay đầu ra cho sản phẩm. Nhu cầu tín dụng của nhiều doanh nghiệp trong quý 1 và quý 2 được dự báo có thể giảm cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. Theo một báo cáo đánh giá tác động của virus corona lên nền kinh tế châu Á, Ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam xuống chỉ còn 6,6%. Dịch bệnh sẽ có tác động lớn nhất đến sản xuất, động lực tăng trưởng mạnh nhất của Việt Nam trong những năm gần đây. Giải thể, phá sản, ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng không có lãi là những hiện trạng của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù ngành ngân hàng đã triển khai kịp thời các giải pháp như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, thậm chí là tung cả gói tín dụng hỗ trợ lên đến 285.000 tỷ đồng với lãi suất giảm từ 0,5 đến 1%. Thế nhưng trước tình trạng khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp cho biết không còn nhu cầu vay mới.
Đây là một trong những doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Ngân hàng bị đình trệ, sản xuất cầm chừng, chỉ đủ chi phí nhân công, duy trì bộ máy hoạt động. Doanh thu hiện nay sụt giảm đến 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì thế, mặc dù được chào mời nhiều gói vay tín dụng ưu đãi lãi suất thấp, giãn thời hạn trả nợ, nhưng đại diện doanh nghiệp cho biết không có nhu cầu vay vốn trong giai đoạn hiện nay vì không có đầu ra cho sản phẩm, không thể mở rộng đầu tư. Xe tải vải chở được về đó, nhưng hiện nay vải về để nhập theo hợp đồng, để nhập theo kế hoạch sản xuất thôi. Nhưng mà khách hàng thông báo là chưa sản xuất đã, để tạm thời đã. Chính phủ có một cái gói, thứ nhất về tài chính, thứ hai là về cái bảo hiểm xã hội, thứ ba là các cái chính sách cụ thể đối với người lao động vì phí công đoàn. Nhưng mà thực tế có đầu ra thì mới có đầu tư, mà có đầu tư thì phải đi vay tiền, mà không có đầu tư thì đương nhiên doanh nghiệp và nhỏ cũng chưa cần phải vay tiền, vì còn đang sống ở cái này thì chưa cần phải vay tiền. Không chỉ riêng doanh nghiệp này mà hầu như đây là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau hiện nay do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm là 18.600 doanh nghiệp, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.200 doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý 1 năm 2020 là 4.100 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp hiện nay còn hoạt động cũng phải tiết giảm tối đa các chi phí để duy trì hoạt động cầm chừng, không có lãi. Đối với lại tình hình hiện nay do cái dịch bệnh từ Trung Quốc, dịch bệnh Corona thì đang là một vấn đề mà rất nan giải đối với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành da giày là một trong những ngành mà sử dụng rất nhiều lao động. Chết mà nói thì do cái tình hình trong năm chúng tôi đã có cái chuẩn bị cho cái quý 1 năm 2020, vì vậy mà tất cả các nguyên phụ liệu phụ cho các cái đơn hàng 2020 thì chúng tôi hiện nay đã chuẩn bị tương đối là đầy đủ. Sau cái quý 1, tháng 3, tháng 4 đến tháng 5 thì chưa biết tình sẽ ra sao, bởi vì nó cái dịch bệnh có giải quyết được hay không giải quyết được. Và nếu như không giải quyết được thì cái việc này cũng là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp gặp khó khăn. Công ty tôi đã chủ động cắt giảm 1/3 nhân sự văn phòng. Mình sẽ gọi là mình rà soát lại tất cả các cửa hàng của mình, những cái điểm bán của mình, điểm bán nào mà nó tiếp tục nó lỗ thì mình sẽ cắt luôn, tức là mình đóng luôn cửa hàng đó hoặc là mình sang nhượng cái cửa hàng đó. Các dự báo cho thấy khó khăn không thể qua nhanh, phải mất khoảng 2 đến 3 tháng nữa các doanh nghiệp đang tạm ngừng mới có thể quay trở lại hoạt động. Với những doanh nghiệp đang hoạt động cũng mất khoảng đó thời gian để bình thường trở lại. Vì thế, nhu cầu vay vốn cũng giảm đáng kể. Ngay cả bây giờ cái lãi suất hạ xuống và cái chi phí vốn vay rẻ đi nữa thì doanh nghiệp họ gần như chứ không phải là tất cả, nhưng mà gần như là họ sẽ không có nhu cầu vay vốn mới. Vì hiện nay là chúng ta cũng thấy là rất nhiều các cái ngành nghề là gần như là đang đình trệ lại, ngưng trệ lại, không sản xuất, không kinh doanh và không mua bán gì được. Còn kinh doanh đơn thuần thì cũng đã bị theo những cái lệnh phong tỏa thì đã đóng cửa rất là nhiều. Và vì vậy tóm lại là cái nền kinh tế nó đang co lại và các cái doanh nghiệp gần như họ không có cơ hội để kinh doanh, và vì như vậy họ sẽ càng không có nhu cầu để mà sử dụng vốn để tái sản xuất, tái đầu tư. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo dịch Covid-19 có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 giảm 0,1 đến 0,5%, tức còn khoảng 2,4%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2020 dự kiến tăng 14%, có điều chỉnh phù hợp với cân đối vĩ mô và diễn biến của thị trường. Tuy nhiên, tính đến ngày 20 tháng 3 của năm 2020, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0,68%, thấp nhất trong cùng kỳ của 6 năm vừa qua. Có thể thấy dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gián tiếp tác động đến tín dụng của ngành ngân hàng. Vậy mục tiêu tín dụng trong năm nay liệu có đạt được hay không? Thách thức đặt ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những chia sẻ sau đây từ các chuyên gia kinh tế. Dù các ngân hàng đã tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu khi dịch COVID-19 bùng phát và ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng tăng trưởng tín dụng trong quý 1 năm 2020 vẫn rất thấp. Cụ thể thì tính đến thời điểm ngày 20 tháng 3 năm 2020, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,55% so với cuối năm 2019, cùng kỳ năm trước là 2,54%.
huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,51%, cùng kỳ năm 2019 tăng 1,72%, tín dụng của nền kinh tế tăng 0,68%, cùng kỳ năm trước là 1,9%. Mức tăng trưởng tín dụng trong quý 1 năm 2020 là con số thấp nhất cùng kỳ trong 6 năm qua. Đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay là 14%, nhiều chuyên gia dự báo sẽ khó đạt được trong tình hình dịch COVID-19 đang còn những diễn biến phức tạp. Cái nhu cầu về tín dụng đối với những cái doanh nghiệp đó sẽ giảm, và giảm ở mức độ phải nói khá lớn. Thì ngành ngân hàng thì vẫn đang nỗ lực để cố gắng có những hỗ trợ về lãi suất, về phí, về thủ tục và về thời gian và nhiều thứ. Nhưng mà tôi thấy rằng là đã có cái dấu hiệu là chững lại, giảm đi rất nhiều về cái lượng khách hàng đến vay. Và đặc biệt là cái chỉ số về tăng trưởng tín dụng trong năm nay, tính tới thời điểm này, hết tháng 3, thì có thể là sẽ là rất là khó khăn để đạt được. Tăng trưởng tín dụng sẽ dồn áp lực vào 3 quý còn lại để đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, theo con số gần nhất của Ngân hàng Nhà nước, ước tính có 44.000 khách hàng tại 23 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ 926.000 tỷ đồng bị thiệt hại kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Con số này chiếm khoảng 14,27% tổng dư nợ của 23 tổ chức tín dụng này và 11,3% dư nợ toàn hệ thống. Vì thế, dù tung nhiều gói tín dụng lãi suất thấp để kích cầu, một phần doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn, thì có một thực tế là các ngân hàng cũng phải cân nhắc kỹ việc cho vay mới đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh để tránh rủi ro nợ xấu. Thì cũng không loại trừ cái trường hợp mà sẽ rất nhiều các doanh nghiệp là có những cái dấu hiệu là khủng hoảng trong hoạt động kinh doanh, từ cái việc là ảnh hưởng đầu vào, đầu ra, rồi là cái tình trạng mà liên quan đến cái gián đoạn sản xuất, thì nó sẽ đối mặt đến nguy cơ chẳng hạn như là khủng hoảng, phá sản doanh nghiệp, rồi mất khả năng thanh toán. Điều đấy nó sẽ tác động trực tiếp đến cái an toàn tín dụng của ngân hàng. Chính vì vậy thì Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra yêu cầu là các ngân hàng xem xét để mà tạo nên cái chu kỳ miễn giảm lãi cho khách hàng ấy, không chỉ đơn thuần là cái khía cạnh hỗ trợ, mà đây là khía cạnh phòng ngự rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Thực tế này đang đe dọa mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm nay của ngành. Nhìn lại thì trong năm 2019, ngành ngân hàng cũng đã nỗ lực và cố gắng, nhưng tính đến hết năm 2019, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt khoảng trên 13%. Và trong tình hình như hiện tại, mặc dù nhiều chính sách và giải pháp đã và đang được đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn tạm thời trước mắt cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng thiệt hại từ dịch bệnh, nhưng trước những diễn biến khó lường và phức tạp, tình hình dịch bệnh vẫn còn kéo dài, thì ngành ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng tín dụng. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ cũng đang quan sát cái tình hình biến động của cái dịch cúm như thế nào để có một cái sự điều chỉnh cho nó thích hợp. Thế nhưng mà không thể nào giữ cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% nữa, mà có thể nó xuống một cái mức thấp hơn rất nhiều. Hiện tại thì mình cũng chưa lượng đoán được cái mức đó như thế nào, tại vì cái tình hình dịch bệnh cũng vẫn còn đang rất là phức tạp và càng ngày nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Một điểm đáng chú ý là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, không chỉ chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 mà đang phải chống chọi với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, trong những tháng đầu năm 2020, dư nợ tín dụng toàn vùng giảm 0,27% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cũng giảm 0,56%. Đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.